Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An quận 11, bài giảng sinh học 8. Trước khi vào bài mới thì cô và các em sẽ cùng ôn tập một chút xíu kiến thức về bài cũ đã học nha. Câu hỏi số 1: Tiêu hóa ở khoang miệng gồm các biến đổi nào? Câu trả lời đó chính là gồm biến đổi lý học là tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn, và biến đổi hóa học là hoạt động của enzyme amylase ở trong nước bọt. Câu hỏi số 2: Trình bày hoạt động nuốt và đại thức ăn qua thực quản. Thì chúng ta sẽ thấy câu trả lời đó là khi viên thức ăn tạo ra thì hoạt động nuốt mới được bắt đầu. Đầu tiên lưỡi nó sẽ nâng lên chạm vào vòm miệng, rồi nó rụt lại để đẩy thức ăn xuống họng vào bên trong thực quản. Và khi chúng ta nuốt thì cái nắp thanh quản và khẩu cái mềm là hai cái đường thông với mũi và với phần hô hấp bên dưới, nó sẽ đẩy kín lại để thức ăn nó không lọt vào đường hô hấp. Và khi thức ăn đã lọt vào trong thực quản thì cái cơ vòng ở thực quản nó sẽ co bóp để đẩy thức ăn dần xuống dạ dày. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp phần tiêu hóa ở dạ dày qua bài 27, tiêu hóa ở dạ dày. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của dạ dày. Trên màn hình là hình ảnh mô phỏng của dạ dày. Thì dạ dày của chúng ta có dạng hình túi thắt ở hai đầu và nó nằm ở phía bên tay trái bên dưới cơ hoành. Thì các em sẽ thấy là hai đầu của dạ dày á, thì nó có hai cái cửa để đóng mở. Cái cửa phía trên thông với phần thực quản, ta gọi tên nó là tâm vị, và cái cửa ở phía dưới thông với tá tràng, chúng ta gọi tên nó là môn vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hình ảnh dạ dày ở phía trên và thông tin sách giáo khoa, và chúng ta trả lời cho cô câu hỏi trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày. Các em sẽ thấy đây là hình ảnh cấu tạo của dạ dày. Thì dạ dày sẽ có 4 lớp, từ ngoài vào trong là 4 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp màng bọc. Tiếp theo là lớp cơ. Thì trên màn hình các bạn sẽ thấy là nó thể hiện 3 loại cơ. Lớp cơ dọc, lớp cơ vòng và lớp cơ chéo. Tiếp theo là lớp dưới niêm mạc. Và bên trong cùng, cái nơi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn đó chính là lớp niêm mạc. Thì trên bề mặt lớp niêm mạc sẽ có nhiều tuyến tiết ra dịch vị. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn hình ảnh cấu tạo dạ dày và lớp niêm mạc. Đây là hình ảnh ở phía trên, đó chính là các cái lỗ ở trên bề mặt của lớp niêm mạc. Thì nó có những cái lỗ, và những cái lỗ này thông với tuyến vị ở phía bên dưới. Đây là hình ảnh các tế bào niêm mạc. Các em nhìn cái hình tròn ở phía trên, nó chính là lỗ bề mặt của niêm mạc. Và đây là cái hướng mà các cái dịch vị nó sẽ được tiết ra để đổ ra phía bên trong của dạ dày. Thì các em sẽ thấy được là các tế bào niêm mạc gồm có 3 loại tế bào. Tế bào màu hồng hồng chính là các tế bào tiết chất nhầy. Các tế bào màu vàng vàng là các tế bào tiết ra acid chlorhydric. Và các tế bào màu đỏ là những tế bào tiết ra cái chất tên là pepsinogen. Rồi, bây giờ các em sẽ ghi cái phần thông tin ghi bài của bài của phần 1 La mã cấu tạo dạ dày vào tập giùm cô nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 La mã tiêu hóa ở dạ dày. Để biết được
sự tiêu hóa ở dạ dày diễn ra như thế nào, thì một nhà sinh lý học người Nga, ông tên là Pavlov, ông đã tiến hành thí nghiệm bữa ăn giả ở con chó. Ông chuẩn bị như sau. Đầu tiên là ông sẽ đục một cái lỗ ở dạ dày của con chó và ông lấy một cái ống nghiệm, ông hứng bên dưới. Sau đó ông sẽ đục một cái lỗ dò ở ngay chỗ thực quản của con chó. Thì sau khi chuẩn bị xong thì ông sẽ làm thí nghiệm bằng cách là các em quan sát trên màn hình nha. Đó, các em sẽ thấy là ông sẽ đem một tổ thức ăn đến cho con chó ha. Thì khi mà con chó nó ăn thì thức ăn nó sẽ không có vào ở trong dạ dày mà nó sẽ đi ra theo cái lỗ dò ở thực quản, nó rớt lại vào tô. Nhưng ở ngay dạ dày, cái dịch vị nó vẫn được tiết ra mặc dù thức ăn không vào đến dạ dày. Vậy thì thành phần ở trong dịch vị sẽ gồm có cái gì? Các em sẽ thấy ha, thành phần trong dịch vị thì gồm có nước chiếm 95%, 5% còn lại bao gồm ba chất enzyme pepsin, acid chlorhydric và chất nhầy. Phần tiêu hóa ở dạ dày cũng sẽ được chia làm hai hoạt động chính là hoạt động biến đổi lý học và hoạt động biến đổi hóa học. Đối với hoạt động biến đổi lý học thì đầu tiên là dạ dày nó sẽ tiết ra cái dịch vị, và sau đó là dạ dày có hệ thống cơ, cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo, cho nên là các cơ này nó sẽ co bóp để cho trộn đều thức ăn với dịch vị và co bóp để thức ăn nhuyễn hơn. Và đồng thời là sau khi mà thức ăn đã được tiêu hóa xong, biến đổi xong thì nó sẽ co bóp để đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của cơ quan tiêu hóa. Vậy thì biến đổi hóa học ở dạ dày sẽ diễn ra như thế nào? Đầu tiên là bên trong dịch vị thì nó có cái chất nhầy, thì chất nhầy sẽ được tiết ra trước và tráng một cái lớp mỏng ở bên trong lớp tế bào niêm mạc. Mục đích của việc tráng lớp mỏng chất nhầy là để giúp cho các tế bào niêm mạc nó tiếp xúc gián tiếp với lại pepsin và HCL. Bởi vì cái acid HCL nó có tính chất ăn mòn, cho nên nếu như để acid mà tiếp xúc trực tiếp với lớp niêm mạc dạ dày á, thì nó sẽ làm viêm loét lớp niêm mạc. Sau đó thì cái protein ở trong thức ăn á, nó là dạng chuỗi dài, cho nên là bây giờ nhiệm vụ của dịch vị trong dạ dày là sẽ cắt nó ra. Vậy thì ở trong dịch vị nó có cái chất là pepsinogen và acid chlorhydric. Thì các em nhìn lên màn hình các em sẽ thấy là pepsinogen nó sẽ kết hợp với acid chlorhydric ở pH bằng 2 đến 3 và sẽ tạo ra enzyme pepsin. Thì enzyme pepsin này sẽ có nhiệm vụ đó là nó phân cắt cái protein chuỗi dài này trở thành những đoạn protein ngắn hơn. Đây, các em nhìn trên màn hình ha, các em sẽ thấy là nó cắt từ từ cái đoạn protein chuỗi dài trong thức ăn trở thành những cái đoạn protein chuỗi ngắn. Và lưu ý ha, ở tiêu hóa, biến đổi hóa học ở dạ dày á, thì cái dịch vị này nó chỉ có tác dụng đối với thức ăn loại protein mà thôi. Rồi bây giờ cái đoạn protein chuỗi dài nó đã được biến thành protein chuỗi ngắn hơn, kết thúc quá trình biến đổi hóa học ở dạ dày. Vậy thì chúng ta sẽ nhắc lại cái sự biến đổi dạ dày ha. Thì sự biến đổi dạ dày gồm có biến đổi lý học và hóa học. Với biến đổi lý học thì các hoạt động tham gia gồm có tiết dịch vị là một nè, và thứ hai là sự co bóp của dạ dày. Các thành phần tham gia là gồm có tuyến vị và các lớp cơ của dạ dày. Và tác dụng của hoạt động này là sẽ hòa loãng thức ăn ra, đồng thời đảo trộn thức ăn cho nó thấm đều dịch vị. Với biến đổi hóa học thì hoạt động tham gia sẽ là hoạt động của enzyme pepsin. Thành phần là enzyme pepsin. Và tác dụng là nó phân cắt protein chuỗi dài trong thức ăn thành các protein chuỗi ngắn, gồm 3 đến 10 acid amin. Những cái vòng tròn nhỏ là một acid amin ha, thì cái chuỗi ngắn khoảng từ 3 đến 10 acid amin mà thôi.
Vậy loại thức ăn nào sẽ được biến đổi về mặt hóa học ở trong dạ dày? Câu trả lời đó chính là thức ăn protein, và chỉ có thức ăn protein mới được biến đổi hóa học trong dạ dày mà thôi. Thức ăn lipid và lipid được tiêu hóa ở trong dạ dày như thế nào? Thì lipid tiếp tục được tiêu hóa một phần nhỏ ở giai đoạn đầu không lâu, khi dịch vị chưa kịp trộn đều, và lipid thì không có được tiêu hóa ở dạ dày. Vậy thì vì sao protein trong thức ăn bị phân hủy nhưng protein của lớp niêm mạc dạ dày được bảo vệ và không bị phân hủy? Câu trả lời đó chính là nhờ các cái chất nhầy được tiết ra phủ lên bề mặt niêm mạc để ngăn cách tế bào niêm mạc với enzyme pepsin và HCL ha, cho nên là lớp niêm mạc dạ dày sẽ không bị phân hủy. Các em ghi cho cô những cái thông tin về phần tiêu hóa dạ dày vào tập cho cô nha. Thức ăn á, nó được tiêu hóa ở dạ dày từ 3 đến 6 giờ, rồi sau đó nó sẽ được đẩy dần từng đợt xuống ruột non. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần củng cố. Câu hỏi số 1 là cấu tạo của dạ dày như thế nào? Chúng ta sẽ điền lên trên cái phần hình. Thì câu trả lời đó là ngoài hai cái cửa đó là tâm vị và môn vị thì nó còn có 4 lớp từ ngoài vào trong, là bao gồm lớp màng bọc, lớp cơ là cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc ở trong cùng là nơi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn. Câu hỏi số 2, kết quả của biến đổi hóa học ở dạ dày. A là hòa loãng thức ăn, B là thức ăn thấm đều dịch vị, C phân cắt protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn, D tổng hợp các protein chuỗi ngắn thành các chuỗi dài. Câu trả lời chính xác đó là câu C, phân cắt protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn. Rồi dặn dò, chúng ta sẽ học cho cô bài 27 này ha. Đọc phần em có biết và xem trước bài 28 tiêu hóa ruột non. Các em chép bài đầy đủ vào tập giúp cô nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau.